Thưa quý vị, sáng nay ngày 11 tháng 5, Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, viết tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban quý 1 năm 2023 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì, điều hành hội nghị tại điểm cầu Chính phủ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Miến, chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo 399 Quốc gia cho hay, trong quý 1 năm 2023, các lực lượng thành viên đã bắt giữ xử lý trên 28.000 vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. So với cùng kỳ năm 2022, giảm hơn 11% về số vụ, nhưng xét về nội dung vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng lậu tăng hơn 68%. Thu nộp ngân sách nhà nước gần 3.400 tỷ đồng, tăng gần 77% so với cùng kỳ, khởi tố hình sự 278 vụ với 679 đối tượng nhìn vào kết quả trên cho thấy tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ngày càng phức tạp phương thức thủ đoạn của đối tượng ngày càng tinh vi đặc biệt là các vụ việc vi phạm của tổ chức trên nền tảng thương mại điện tử buôn lậu trên các tuyến biên giới vận chuyển hàng cấm qua đường hàng không lợi dụng chính sách thông thoáng để trốn thuế hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong thị trường nội địa không phát sinh điểm nóng nhưng có nhiều diễn biến phức tạp hơn phát biểu khai mạc tại hội nghị, phó thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo ba trăm quốc gia yêu cầu các đơn vị thành viên, các địa phương phải coi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nhất là trong tình hình kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Làm tốt công tác này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân, bảo vệ nền kinh tế quốc gia, mà còn tạo môi trường kinh doanh công bằng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước, những doanh nghiệp làm ăn chân chính.